Ủa rồi ghi dài dán đâu? Trời, trời nó tức ghê trời. Tôi chán cũng ghê vậy đó. Dạ giờ đông đông đi cả nhà ơi, con sẽ thông báo tình hình lại nha cả nhà ơi. Bánh trung thu có nè, nghe đồ ăn có nè nghe. Cả nhà ơi, hiện tại là chị Ni vẫn còn bên gia đình để lo vài số việc. Xong xuôi rồi chị Ni sẽ về nha cả nhà, yên tâm bình an nha. Bình an không sao hết. Người an tâm nha chồng, chịu ok sao? Đây này cả nhà ơi, cái này cái tin của người chị nè. Người an tâm nha chồng, chịu ok sao? Rồi, đó cả nhà nghe tiếng chị Ni chưa? Thôi mình an tâm nha cả nhà, để cho chị Ni cái gì trời? Để cho chị Ni còn lo công việc ở bên gia đình xong xuôi đi rồi chị Ni sẽ qua. Với lại bây giờ đó, chưa có like được nha cả nhà, đang còn công việc nhiều lắm. Cả nhà mình an tâm nha. Có gì thì em sẽ thông báo với mình sớm nha cả nhà, không có chuyện gì đâu. Mà hôm qua đi có bị... Dạ không chị, đâu có bị gì đâu. Trời ơi, tào lao không. Tào lao không nên chị mắc mệt vậy đó. Ăn ở không chịu không nổi, có ngày cứ quậy hoài. Mọi người cứ chờ đi. Dạ đúng rồi, thôi cả nhà mình cứ yên tâm. Rồi... chị sẽ like một ngày gần đây rồi thông báo đến cho cả nhà nha, mình đừng có gì hết nghe cả nhà, cứ bình thản rồi bắt. Trời ơi, bye bye nha Nguyễn Khương ơi, bye bye. Tự nhiên chui vô đây chửi làm chi, tự nhiên Linh vậy rồi đi lên núi luôn vậy đó, vô đây chửi làm chi vậy? Hôm qua là một người hết hồn. Dạ đúng rồi, em cũng hết hồn luôn. Trời, em đang đi làm, đi công việc mà điện thoại đen như cái máy, cái muốn cháy cái máy hết trơn vậy đó trời. Dạ đúng rồi, buôn bán đất ngay con. Ok mẹ, mẹ ba của con đang bán hàng đây mẹ ơi. Dạ cả nhà mình yên tâm nha cả nhà, ok la mọi chuyện hết nha. Dạ ok đúng rồi, cứ vô mà cứ xà xà là em cho lên ra đảo hết rồi cả nhà ơi, không có những cái vấn đề mà phải trả lời đã đâu, mệt mỏi quá, giờ lo mừng ăn buôn bán chứ chờ Phật hơn. Mất ngủ luôn nha chị. Giờ đúng rồi, hôm qua chị cũng mất ngủ luôn, nhưng mà sáng nay nghe được tin thì ok nha cả nhà nha, không sao nha, cứ bình thản an nhiên. Mọi chuyện vui vẻ nha, rồi mình tươi cười đi, may mắn tự nhiên đến nha cả nhà. Ủa chị ba, bữa nay bà không đi hát sao không vô like với em giờ hả? Có lên like với em không? Muốn không? Mời vô nè. Ok vậy yên tâm không ốm. Dạ cứ yên tâm nha cả nhà. Đây nè, mở cho nghe tiếng lại nè, đó cho nghe tiếng lại nha, để mà yên tâm nha. Đây nè, nếu mà có vấn đề gì là đâu có cầm điện thoại được đâu cả nhà nha, nghe nha. Ôi an tâm nha chồng, chịu ok em sao đó. Rồi, nghe chưa cả nhà, mình yên tâm nha, nghe tiếng nha cả nhà ơi, đó, cứ yên tâm, ở hiền gặp lành, nghe hết hồn. Em hiểu hay gặp phiền. Mình cứ vậy đó, cái lồng đèn đẹp quá, dạ đúng rồi, trời ơi, cho hết trơn, còn có một cái một, còn có một cái duy nhất một đó, là này để nhà chân thôi chứ không ấy được, dạ. Em có kem nhiễm thể không? Có cái body á chị. Dạ con ơi, lấy dạ dạ đúng rồi, không sao nha cả nhà. Thì mình mấy người mà ấy hay là cứ hại người hiền không à, muốn biết chi nó chán đời. Sao nãy không kêu tôi ở lại luôn, con Hà Bá trời ơi. Ủa em đâu biết, em tưởng chị đi về chị miso, em đâu có dám cản chị. Chứ em biết chị nay chị rảnh gỗ là em hốt hồn chị đây rồi, em đâu cho chị về nha. Toàn thân á, cái bữa thấy công việc dạ nó dư quảng cáo kem cái chai gì nè, cái dưỡng thể á. Dưỡng thể hả? Dưỡng thể nó chắc của bên quá. Vậy là ba sợi nè. Ờ để sắc nha.
ở trong hình thấy bự như ngoài con chiêu. Dạ ngoài em có chút béo à. Mới về chưa? Dạ chưa, đang còn công việc chị ơi. Mưa vậy rồi chỗ nào mừng cho cao hát mó. Ủa mưa hả, ngoài mưa hả? Mưa hả? Biết nữa. Trời đất ơi, bởi đợi thấy không, qua đây bán hàng với em luôn đi đó. Trời này mà xong rồi không có cơm ăn luôn chị ơi, cháo cũng có. Qua đây bán hàng giùm ớt nè, mình ăn ăn gạo ăn sống cũng được chị nha, có gì mình ăn nấy nha, húp cam húp nước cũng được nha. Rồi hết luôn rồi, hết hết vaseline rồi chị ơi. Những bà đi của chị Lan là những trắng. Kêu tên chị đi Lan. Dạ em chào chị Nhi Ngô. Hello chị Hà Phương nghe chưa? Dạ. Trước mặt á. Như mặt cho chị Lan nè. Mặt chị thì có hơi tàn nhang với đầu mồi đó. Chắc chị xài cái kem nám giùm em đi. Nám tàn nhang đời mồi nó nằm trong một cái hộp kem. Nó sẽ hỗ trợ cho chị hết những cái vấn đề đó. Nhưng mà trước giờ da mặt chị có bị dị ứng không? Không. Có xài kem không? Lâu lâu xài lâu thì mừng thì mình xài chứ giờ không xài nữa. Giờ về xài được xài được ly chứ mà. Nó mua ấy á, về cái thấy giả. Cái bìa đó, xích thấy nó không có hiệu quả. Dạ. Rồi thành ra nó mua nhiều lắm cũng có sức. Rồi thấy lon lên ấy có công ty rồi này nọ đó, mình thấy mình tin tưởng. Rồi muốn hai giọt qua đây đó. Nữa nè, nữa nè. Sao mà cứ vô đây hoài vậy, tự nhiên à, vậy chi cho ra đảo vậy ta? Nói chị ba qua live chung cho vui. Không, giờ chị ba vô cái live em cũng được nữa. Nhưng mà thôi, chị đi vô cái em hết bán luôn. Hai chị em mình tung tâm trên này hoài luôn đó. Hết mần ăn. Dạ, xong việc là sẽ về nha cả nhà. Rồi, cho ra đảo rồi cả nhà. Mình đừng comment là cả nhà nó báo cáo Facebook con nữa đó. Cái này còn có một cái để mà ngăn nữa thôi đó cả nhà, mình đừng làm, đừng có trả lời nha cả nhà. Thôi kệ đi, ai chửi thì chửi, mình lãnh, mình lãnh phước thôi. Người ta chửi người ta mang nghiệp, còn mình thì mình lãnh phước. Em lãnh hết đó, em lãnh hết cho mọi người, người chửi em lãnh hết cho nha. Kem chị nám bao nhiêu? Kem chị nám hôm nay là giảm còn 290 đó chị yêu, giảm đến tháng 9 luôn. 22 tháng 9 mới hết cái chương trình nha chị. Chưa có gì, chưa có gì ra vui ra ngoài đó gói rước cảm gì trời, rước ai ngoài trời, ai đồ mát gì. Trời ơi chán quá, một phụ nữ anh già. Cảm ơn chị Hoa Biển Ngạn. Người mớm ơi, mình đặt ba chai nước giặt xả có gửi chưa vậy? Dạ rồi, bên em kiểm tra đơn cho mình nha chị Hồ Thanh, kiểm tra đơn cho chị Hồ Thanh liền em ơi. Cảm ơn chị yêu nhiều. Rồi cả nhà, cả nhà mình chia sẻ một con nha cả nhà ơi. Đi khám mắt đi Loan. Ủa mắt em đâu bị gì đâu khám chị. Đâu có bị cái gì đâu. Mớ ơi, chào mớm vậy, em chào chị.